ね、ストレスを発散するためにお酒の力を借りることを焼け酒と言います。Bạn có còn nhớ các cái cách giải quyết stress của cô Mai và mình ngày hôm trước không? 月末になって初めて、あれ？お金がないと思うんですか？ Khi mà edit cái video ngày hôm trước ấy, thì mình nhận thấy một số các cái điểm sai trong phát âm này hoặc là các cái cách hành văn, các cái cách diễn đạt của mình nó chưa được chuẩn lắm và nó cứ lặp đi lặp lại ấy, các bạn. Kiểu là lúc mà mình nói ấy, thì là mình không để ý tới nó ấy. Xong là lúc mà mình nghe lại là mình biết ngay là mình đang bị sai ấy. Ví dụ như là それから早起きができない場合、mình sẽ không phải nói là それから mà mình sẽ phải nói là それから là âm so thấp và các cái âm còn lại thì là cao lên dần thì sẽ thành là それから hoặc là そういうこともあったんですけど、mà mình nên nói là そういうことは。Ngoài ra mình còn nhận thấy một điểm mà mình rất là hay bị sai cũng như là nhiều bạn đó là quên phát âm cái phần âm ngắt. Ví dụ trong cái phần video ngày hôm nay có một cái từ đó là hạt xăng. Kết thúc hạt xăng được cái này. Mình cũng nói là hạt xăng chứ mình không nói rõ ra là hạt xăng. Chúng ta không hay để ý vào những cái như là trường âm này hoặc là những cái như là âm ngắt thì khi mà người Nhật người ta nghe người ta sẽ cảm thấy một cái gì đó không được tự nhiên. Đấy thì là khi mà edit cái video ngày hôm nay mình đã nhận thấy rất là rõ cái điểm này từ mình. Và hôm nay trong cái đoạn hội thoại này thì chúng mình sẽ nói trọng tâm về cái việc là sử dụng đồ uống để mà giải tỏa căng thẳng. Cũng có nói một chút về rượu, nói một chút về uống trà. Và khi mà các bạn nghe cái phần cô Mai nói thì mình có một cái mà mình học được. Đó là cô nói nó khá là nhẹ và nó khá là nhanh ấy. Còn mình thì mình rất hay cái kiểu là hay nhấn mạnh vào từ nhiều quá và mình không lướt. Có nghĩa là mình nói nó bị kiểu hơi bị nhấn mạnh vào các cái từ hoặc là các cái đoạn ngắt nghỉ nhiều quá nên là nó khiến cho cái câu của mình nó hơi bị nặng. Cái này thì là chắc là mình sẽ phải học thêm rất là nhiều. Biết đâu một năm nữa hoặc là hai ba năm nữa khi mà mình quay trở lại cái video này mình sẽ thấy là mình đã nói tiến bộ hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe cái đoạn hội thoại ngày hôm nay của mình và cô Mai nói về cái cách giải tỏa stress và sử dụng đồ uống nhé. Nào, chúng mình cũng bắt đầu nha. Ừ. 私もね、その、まあ、お菓子を食べながら漫画を読むでしょ。欲しいものを買い物する以外に紅茶がすごく好きで。で、このね、ちょっと見せようと思って。ハニーサンズ、反対になっちゃうかな。っていう、紅茶をよく飲んでいます。これはクラシックコレクションだけど。で、これのね、春になると、桜フレーバーの緑茶っていうのが出てくるんですよ。うん。桜の香りがした緑茶。もうそれが一番好きで、春になったら買うんですけど、もうでもありません。毎日、飲みますか？いえ。毎朝コーヒーはまず飲みます。で、私あまりカフェインを取りすぎると、ちょっと気持ち悪くなってしまうんですよ。そう。なので、まあ、体調と相談して、今日はちょっと紅茶を飲める体調かなって感じたら、紅茶を入れて、もちろんそれはお掃除の後。紅茶を飲むときは綺麗なお部屋で飲みたい。はい、すべて終えてほっと一息。今、うん、なんか今は私たちは、うん、なんか結婚してるから子供たちも生まれたから、うん、健康にいいジュースとか飲み物とかお茶とかよく選択してますけれども、うんうん、お酒とか、はい、ストレスの日にお酒とかとか選択する日がありますか？はい、お酒は子供を産む前と比べるとすごく減りました。すごく、まあ、ほとんど飲まなくなりました今。子供を産む前、結婚する前はやっぱりお酒が好きだったからたくさん飲んでいましたね。今思うと。でも今はもう本当にほとんど飲まないです。ちょっと外に外食に出て、それでも一杯ビールを飲むかなぐらい。しかも飲まないです。本さん飲みます？私は昔からあんまり飲んでいないですね。けどたまにストレスがあると、まあ、特に、学生の時
大学生の時、はい、お酒を使ってストレスを解散するために、発散、うん、発散するために飲みました。ストレスを発散するためにお酒の力を借りることを、うん、焼け酒と言います。焼け酒。焼け酒。焼け酒。そうですか。うん、もういいんだ僕なんてとか言いながらこうやっていっぱい飲んでそう焼け酒、焼け酒か、体に良くないですよ焼け酒は。そういうこともあったんですけど、うん、そんなに多くなかったんですね。今はもう絶対そういうことはやっても結局破産できないっていうことが分かっているから、うん、もうしないです、はい、うん、大人になりましたからね。お酒ではお酒には助けてもらえないことが多々ありますからね。うん、はい、確かに